Người chưa giàu thì họ tiêu pha hết số tiền họ kiếm được, còn người giàu họ dùng số tiền đó để tiết kiệm và đầu tư. Hôm nay Hiền sẽ chia sẻ với anh chị một cái kỹ năng vô cùng là quan trọng trong kinh doanh, trong đầu tư và trong cuộc sống. Đó là kỹ năng quản lý dòng tiền. Hàng ngày anh chị có nhiều quỹ chi tiêu cần phải kiểm soát, nhưng mà ngay từ bây giờ anh chị hãy tập trung vào quỹ tự do tài chính. Số tiền trong quỹ này chỉ dùng để đầu tư, gia tăng tài sản cho mình. Dù anh chị đang thuộc nhóm chưa giàu hay là nhóm đã tự do tài chính, thì khi áp dụng công thức này thì anh chị đều có thể gia tăng dòng tiền, gia tăng dòng tài chính của mình một cách vượt bậc. Đầu tiên là anh chị hãy luyện cho mình cái thói quen bỏ quỹ tự do tài chính. Anh chị hãy chuẩn bị cho mình một cái hũ nhựa trong suốt, và hàng ngày anh chị bỏ những cái đồng tiền vào đây. Mỗi ngày bỏ ít nhất là một lần. Anh chị có 10.000 thì bỏ 10.000, anh chị có 20.000 thì bỏ 20.000, anh chị có 50.000 thì bỏ 50.000, anh chị có 5.000 thì bỏ 5.000, anh chị có 2.000 thì bỏ 2.000. Không quan trọng là mệnh giá tiền, mà quan trọng là cái thói quen bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính. Sứ mệnh của những số tiền trong quỹ này là giúp cho anh chị xây dựng một tương lai huy hoàng về tài chính, bởi vì mình đã định vị cái số tiền này là để xây dựng tương lai huy hoàng về tài chính. Khi mà anh chị luyện cái thói quen bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính là anh chị đang báo cho tiềm thức của mình biết, cho vũ trụ biết là anh chị đang tập trung vào tự do tài chính. Anh chị đừng thắc mắc rằng là hàng ngày mình bỏ ít tiền như vậy, toàn có 1.000, 2.000 thì khi nào mới tự do tài chính. Đừng lo lắng điều đó, bởi vì theo quy luật tập trung, đó là chúng ta tập trung vào đâu thì điều đó mở rộng. Anh chị đang tập trung xây dựng một tương lai tự do tài chính, và cái điều đó nó sẽ mở rộng và gia tăng lên một cách choáng ngợp mà anh chị cũng chưa lường trước được. Hiền cũng từng là người không biết quản lý tài chính, có bao nhiêu tiền là cũng hết bấy nhiêu tiền, không có dư. Nên khi biết được bí mật này, Hiền cảm thấy rất là tuyệt vời. Thời gian đầu không có nhiều tiền thì Hiền cũng bỏ 1.000, 2.000. Và ngày nào mình cũng bỏ và biến nó trở thành thói quen của mình, và sau đó dòng tiền của mình cứ gia tăng lên. Và bước 2, mỗi tối trước khi đi ngủ thì anh chị hãy đổ hết tiền trong cái hũ quỹ tự do tài chính này ra và kiểm đếm số dư. Và anh chị ghi ra một cuốn sổ theo công thức cộng dồn. Ví dụ ngày, tháng, năm, số dư của mình là bao nhiêu tiền. Ví dụ anh chị có 200.000 và hôm nay bỏ vào 20.000 nữa, thì mình sẽ ghi là ngày 29 tháng 7 năm 2024 tôi có số dư là 220.000. Bao nhiêu anh chị mong muốn là có nhiều tiền hơn để đếm ạ? Vậy thì anh chị hãy thiết lập cho tiềm thức của mình một cái thói quen đếm tiền. Anh chị kiên trì làm những thói quen thịnh vượng này suốt cuộc đời thì tài sản của anh chị tăng lên một cách khủng khiếp. Vì anh chị đang luyện cho tiềm thức của mình biết rằng là chủ nhân của tôi rất là thích đếm tiền, nên là nó sẽ thu hút nguồn lực quý nhân đến giúp cho anh chị gia tăng dòng tiền, gia tăng tài chính. Và anh chị phải xem cái việc là anh chị đếm cái đồng 10.000 hay là 500.000, cảm xúc nó phải giống nhau chứ không phân biệt tiền nhiều hay tiền ít. Có rất nhiều người đã làm và giúp họ trở nên thành công, giàu có, tự do tài chính. Anh chị hãy thử làm đi. Anh chị có mất gì không ạ? Chả mất gì hết. Nhưng mà biết đâu vài tháng sau anh chị thành công thật thì sao? Vài tháng sau anh chị thu hút dòng tiền lợi nhuận lớn thật thì sao? Tiềm thức và vũ trụ sẽ thu hút cho anh chị rất nhiều cơ hội để mang đến cho anh chị những cái nguồn lực giúp cho anh chị thành công. Bước số 3 cực kỳ là quan trọng. Đó là sứ mệnh của số tiền này chỉ để đầu tư, gia tăng tài sản. Tài sản ở đây là gì? Là trí tuệ, là sức khỏe và vật chất có giá trị gia tăng. Nếu như anh chị có ý định là sử dụng cái số tiền này để mua một cái tiêu sản nào đó, thì lúc này anh chị phải đưa lên bàn cân giữa nhu cầu nhất thời này với một cái tương lai huy hoàng về tài chính của mình, cái nào quan trọng hơn. Có nhiều anh chị nói rằng là mượn tạm để tiêu trước, tháng sau có lương rồi trả. Vậy cho em hỏi anh chị nha, khi mà anh chị mượn tiền của người khác đòi giã học, anh chị có trả hay không? Còn anh chị mượn tiền của chính mình thì liệu rằng mình có trả hay không? Đừng bao giờ mượn tiền của chính bản thân mình. Nếu như anh chị lấy cái số tiền này ra đi mua tiêu sản, đi tiêu xài, thì anh chị hãy nhớ rằng chính anh chị là cái người đang chặt đứt cái cây thịnh vượng của mình. Chính anh chị là cái người phá hủy cái tương lai huy hoàng về tài chính của mình. Nên là công thức quản lý tiền của người thành công là như vậy. Có kỷ luật bản thân áp dụng cho thành công hay không, đó là quyền quyết định của anh chị.